quý vị, những năm gần đây, bút danh Thu Lâm đã trở nên rất quen thuộc trên văn đàn. Xuất thân là một thạc sĩ kinh tế, sau khi nghỉ hưu, bà mới dành trọn thời gian và đam mê cho công việc viết văn. Với sức sáng tạo dồi dào, liên tiếp trong 5 năm xuất bản 6 tác phẩm, giọng văn của Thu Lâm được nhận xét có chất riêng với cách xử lý đề tài khéo léo và vừa đủ, truyền thống mà hiện đại, dễ đi vào lòng độc giả. Chuyên mục đối thoại với thể thao văn hóa kính mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhà văn Thu Lâm, lắng nghe những chia sẻ của bà về tình yêu với văn chương. Đến với văn chương khi tuổi đời không còn trẻ, nhà văn Thu Lâm gây ấn tượng cho bạn bè người đọc bởi sức sáng tạo dồi dào và đầy tâm huyết. Trong vòng 5 năm, từ 2018 đến 2023, bà liên tiếp cho xuất bản 6 tác phẩm gồm 3 truyện ngắn và vừa, Nước mắt đàn ông, Say nắng, Vũ điệu tình yêu, 2 tiểu thuyết, Dạ khúc, Những người tôi yêu và tuyển tập truyện Thu Lâm ra mắt năm 2023 như một mốc son ghi dấu ấn thành quả lao động nỗ lực của bà. Thì tôi đọc những cái chuyện ngắn, chuyện vừa và tiểu thuyết của Thu Lâm thì tôi rất thích thú. Bởi vì tôi thấy đây là một cây bút rất là, tuy xuất hiện chậm nhưng rất là chững chạc, viết rất là suôn sẻ, được độc giả tiếp thu một cách rất là hấp dẫn, sâu sắc. Thì tác giả Thu Lâm viết sở trường về những vấn đề về gia đình, hôn nhân, đời sống con người trong xã hội, nhưng mà góc nhìn của chị nó khác những cái góc nhìn của những người khác. Chị chú ý đến những cái người mà bây giờ người ta gọi là lâm vào cái tình trạng là đang là người bình thường trở thành người yếu thế, tức là không còn giữ được cái vị trí cái ban đầu của mình nữa, trở thành là yếu thế. Thế thì người yếu thế rơi vào cái tình huống như thế thì phải tìm cách là vượt lên. Theo đuổi xuyên suốt sáng tác đề tài về tình yêu đôi lứa, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kết hợp với việc sử dụng yếu tố ngẫu nhiên, ngôn ngữ linh hoạt, kết thúc có hậu. Tất cả những điều đó đã tạo nên lối văn riêng đầy cuốn hút cho cái tên Thu Lâm. Với tính hướng thiện cao, tính giáo dục nhẹ nhàng, các trang sách của nhà văn Thu Lâm đem tới cho độc giả cảm giác bình an và thêm tin yêu cuộc sống. Chị đã phát hiện ra những cái đẹp nó trú ngụ cho cuộc sống. Chị phát hiện ra bởi vì là hiện nay gia đình là một trong những cái tế bào rất rất là quan trọng. Bởi vì gia đình có bền vững thì xã hội mới phát triển, mới hưng thịnh được. Nhưng chị đã phát hiện ra vẻ đẹp của cuộc sống ngay trong những cái gì đấy rất đời thường. Và cái nội dung đó chị, và tôi thấy cái điểm thứ hai nữa ở tác phẩm của chị Thu Lâm là thấy cái sự tiến bộ của chị cũng cái đề tài đó. Chị mở rộng ra rồi nó tiến bộ từng tác phẩm một. Đầu tiên chị thử bút là ở những chuyện ngắn thôi, rồi đến chuyện vừa, rồi đến tiểu thuyết. Phải nói rằng đối với một người viết tiểu thuyết nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, rất nhiều điều kiện. Khi người ta phải có một cái kiến văn nó sâu rộng như thế nào, phải có những hiểu biết nó sâu sắc như thế nào, nó phải có một cái vốn kiến thức và một cái trình độ văn chương như thế nào, và có cái kỹ năng viết đến mức độ nào mới viết được tiểu thuyết. Cuộc đời ta phải từng trải ra làm sao. Dĩ nhiên là tiểu thuyết không phải là cuộc đời hoàn toàn, nhưng nó phải có một cái nhìn. Những ai hiểu biết về cuộc sống, có kinh nghiệm về cuộc sống thì nhìn đời bao giờ cũng thông minh hơn, sâu sắc hơn. Thì phải có, phải chị Thu Lâm đã có những cái tiểu thuyết viết về những vấn đề rất đời thường, nhưng qua đó nó lại có một ý nghĩa khái quát rất lớn. Nhà văn Thu Lâm tên thật là Nguyễn Thị Phi Yến, sinh năm 1948 tại Nam Định, là một thạc sĩ kinh tế. Quá trình làm việc trong lĩnh vực tài chính đã đem lại cho bà nhiều kinh nghiệm sống, trải nghiệm thú vị để đưa vào các tác phẩm của mình. Xin chào nhà văn Thu Lâm, đến với văn chương ở độ tuổi không còn trẻ, tuy nhiên có thể thấy được sức sáng tạo rất mãnh liệt và dồi dào ở bà với nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại được xuất bản liên tiếp 5 năm với 6 tác phẩm. Vậy tình yêu văn chương trong bà đã được khơi nguồn như thế nào? Cái sự khởi nguồn về văn chương này thì trước hết tôi phải xin cảm ơn cái người cha thân yêu của tôi đã mất. Ông là một giáo viên dạy văn thời Pháp thuộc. Thế bởi thế những cái nguồn cảm hứng của ông đã truyền sang con gái, tức là tôi. Và tôi nhớ nhất là khi tôi còn
ấu thơ, lúc bây giờ mới có 6 tuổi thôi. Nhưng mà theo cha mẹ đi kháng chiến ở trên khu Việt Bắc, thì trong những cái đêm đông mà giá buốt thì cha tôi đốt lửa ở trong nhà và gọi các con, 6 anh chị em tôi ngồi quây quần bên cạnh đống lửa và đã đọc những cái tác phẩm của các cái nhà văn, chủ yếu là nhà văn Pháp. Thế rồi sau này khi mà hòa bình lập lại, tôi trở về thành phố Nam Định, tức là quê hương của cha tôi, thì ở đó tôi đã được tiếp xúc với lại văn học Nga. Thì tất cả những cái tác phẩm về văn học đó, người ta nói về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, nhưng gắn liền với thế sự thời cuộc. Thế chính vì thế mà nó ám ảnh tôi. Và tôi nghĩ rằng là sau này nếu tôi có điều kiện thì tôi sẽ viết. Vốn là dân ngoại đạo, trước khi đến với văn chương thì bà làm việc trong lĩnh vực kinh tế, một lĩnh vực được cho là hơi khô khan và cứng nhắc. Còn văn chương thì lại là lĩnh vực thiên nhiều về cảm xúc. Vậy khi hai điều này kết hợp trong một con người tác giả Thu Lâm thì đã có những khó khăn hay là thuận lợi như thế nào cho bà trong việc sáng tác ạ? Tức là hồi đó là tôi được phân công phụ trách cái mảng là thị trường, marketing, kế hoạch. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì tôi không phải là mình khô cứng mà mình quan sát. Nó biến thành một cái công việc, nó trở nên lãng mạn, nó có một cái hồn. Trong các cái cuộc đi công tác của tôi chẳng hạn, ở Nga hay là ở các nước Đông Âu, thì tôi tiếp xúc với lại bạn hàng, tiếp xúc với lại các cái thiên nhiên, phong cảnh rất đẹp của nước Nga hoặc của các nước khác. Thì tự nhiên trong tôi trào dâng lên một cái cảm xúc, mà cái cảm xúc rất là khó tả. Mình không phải chỉ nghĩ đến hợp đồng nọ, hợp đồng kia, mà mình nghĩ đến con người này, họ làm việc, họ sống như thế nào trên đất nước bạn. Cho nên trong công việc của tôi, không phải tôi chỉ nhìn thấy con số đâu, mà tôi nhìn thấy cả tâm hồn người ta, nhìn thấy cả những cái nội tâm trong con người người ta, và người ta sống và làm việc như thế nào, ở một cái thời đại như thế nào, và khi trở về nước, người ta cư xử như thế nào đây. Thì đấy là một vấn đề, là một câu hỏi mà mỗi một thời đại có một cái cách giải quyết khác nhau. Có thể thấy các tác phẩm của bà thường xoay quanh đề tài tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Vậy thì vì sao bà lại lựa chọn những đề tài như vậy ạ? Tôi nghĩ gia đình là một cái tế bào của xã hội. Thế mà nếu như cái tế bào ấy có mạnh khỏe thì cái cơ thể mình mới khỏe mạnh được. Thì trong những cái trang viết của tôi quan tâm đến sự bất ổn của gia đình Việt hiện nay. Tôi quan tâm đến cái việc là bây giờ làm thế nào để cho cái mâu thuẫn gia đình đó, để cho cái hiện tượng đó nó giảm sút đi, nó không làm cho cái tế bào nó khỏe mạnh, tế bào của xã hội nó khỏe mạnh, thì xã hội chúng ta mới có thể mạnh khỏe được. Đề tài về hôn nhân gia đình hay thậm chí về trẻ tự kỷ hoặc kết hôn với người nước ngoài được xem là những đề tài khó nhằn với người viết, nhưng mà các tác phẩm của tác giả Thu Lâm với lối viết đầy lôi cuốn lại chạm được tới cảm xúc của người đọc. Vậy thì bà đã làm như thế nào để có được điều đó ạ? Viết về những cái chủ đề này này, tự nhiên cái tâm hồn của mình mà, cái mạch viết làm sao nó cứ lan tỏa, nó cứ tràn lan đi, mà tôi cũng không biết rằng là nó sẽ dẫn đến bạn đọc như thế nào. Những cái hiện thực xã hội được nhìn dưới một lăng kính của một con người rất là hướng thiện, rất là nhân bản, và muốn tất cả là vượt qua những cái sự đau khổ để hướng tới một cái ánh sáng cuối con đường. Tức là tôi sống như thế nào, tôi cảm xúc ra sao, tôi mong muốn ra sao thì tôi thể hiện ra trang viết của tôi. Chứ tôi cũng không có một cái thủ thuật nào để cho cái trang viết của mình nó lôi cuốn hấp dẫn bạn đọc. Rất giản dị, rất bình thường, rất gần gũi với mọi người. Vừa qua bà vừa cho ra mắt tuyển tập truyện Thu Lâm. Bà có thể chia sẻ cho khán giả được biết về tác phẩm này ạ? Tức là cái văn chương nó đến với tôi như một lẽ tự nhiên. Đấy. Và nó như là một cái định mệnh của mình. Và nó như là cái cuộc đời thứ hai của mình. Mình đã hoàn thành xong cái cuộc đời thứ nhất rồi, mà chính cuộc đời thứ nhất nó bổ sung cho cái cuộc đời thứ hai. Nó là vốn sống, nó là những trải nghiệm, nó là những sự tích lũy để cho mình có những cái trang viết như thế. Thế thì tôi rất là cảm ơn cái cuộc đời thứ nhất. Nhờ có cuộc đời thứ nhất thì tôi mới có cuộc đời thứ hai, và tôi mới viết được những cái trang viết mà để cho bạn đọc cũng có thể cảm thấy là hấp dẫn. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó như là một cái định mệnh thôi. Thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ, nếu như cảm hứng nó còn đến với tôi thì sẽ còn viết tiếp. Thế nhưng mà trong cái tuyển tập Thu Lâm này thì coi như là
nếu như tôi còn trẻ nhé thì chắc tôi cũng chưa viết đâu. Nhưng bây giờ tôi đã năm nay là 76 rồi, thì tôi nghĩ là nó như là những cái nhà văn khác thôi, đến ở cái độ tuổi 70 trở lên là người ta phải có một cái gì đó đánh dấu mốc cái thành công của họ, về cái sự nghiệp của họ, người ta đã làm được những gì. Thì ở đây tôi cũng chọn lọc những cái tác phẩm, những cái chuyện hay nhất của tôi để mà giới thiệu với bạn đọc. Nhà văn Thu Lâm có thể bật mí cho khán giả được biết những dự định sáng tác trong thời gian sắp tới của mình. Về sáng tác ấy thì nói thật là nó cứ tự nhiên nó đến. Thì nhưng mà nó lại tùy thuộc vào cái sức khỏe và cái nguồn cảm hứng của mình nữa. Thì nếu như trời thương mà vẫn giữ cho mình một cái sức khỏe như thế này thì tôi sẽ lại cầm bút viết tiếp. Và nếu như có sự cổ vũ động viên của bạn bè trong hội nhà văn hoặc là các bạn bè xung quanh thì tôi nghĩ là cũng sẽ tiếp tục có thể viết thêm. Vẫn cứ đấy là niềm say mê của tôi cho đến khi nào mình không có đủ sức mình làm nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Thu Lâm với chương trình Văn hóa toàn cảnh.